được cảm ơn tiết mục văn nghệ đến từ trường Trung học phổ thông Lưu Đồng Năm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 10 thầy cô trong đội chúng ta. Và hy vọng rằng các thầy cô chúng ta sẽ cố gắng trong trận chơi thần đông để cứu được nhiều thí sinh nhất có thể ngày hôm nay. Xin được mời anh Nguyễn Xuân Hòa sẽ điều hành trò chơi ngày hôm nay. Xin được chào đón tất cả quý thầy cô và các bạn chúng ta đã đến với chương trình cứu trợ Xuân Trung Vàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi chương trình của chúng ta được diễn ra, phần cứu trợ rất mong tất cả quý thầy cô, quý vị đại biểu và toàn thể các bạn học sinh của chúng ta dành cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn được không nào? Và các bạn cổ động viên của Nghi Lộc Năm đang ở đâu ạ? Sao đông người mà hôi nhỏ thế ạ? Nghi Lộc Hai đang ở đây. Sao bên này có Nghi Lộc Năm, bên này Lộc Hai sao chúng ta hô lại trộn lộn nhau vậy nhỉ? Nghi Lộc Hai ở đâu nhỉ? Nghi Lộc Năm ở đâu? Vâng, mặc dù chiều hôm nay cổ động viên của Nghi Lộc Năm không đông bằng Nghi Lộc Hai, nhưng chắc chắn với niềm tin của mình thì các bạn chúng ta Nghi Lộc Năm có tự tin phần cứu trợ này Nghi Lộc Năm sẽ thắng Nghi Lộc Hai không? Bao nhiêu phần trăm đây ạ? Bao nhiêu? Nghi Lộc Hai có tự tin rằng là với số lượng đông đảo của chúng ta như thế này thì các bạn có tự tin vượt qua được Nghi Lộc Năm không? Bao nhiêu phần trăm đấy? Nếu tự tin thì vỗ tay cho nhau một cái đi nào. Ok, rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi ở phần cứu trợ Xung Xung Vàng mang tên Đồng Sức Đồng Lòng. Và trước khi trò chơi được diễn ra thì dẫn chương trình trò chơi sẽ phổ biến luật chơi như sau. Ở thiết bị trò chơi chúng ta sẽ có hai đội, hai chiếc quần khổng lồ. Các anh chị nhớ không ạ? Chiếc quần khổng lồ. Đã bao giờ các anh chị chúng ta đã mặc chung quần với nhau chưa? À, thầy đúng ạ, thầy vào câu ạ. Đã bao giờ chúng ta mặc lộn quần với nhau chưa nhỉ? À, phía bên này các thầy cô ơi, đã bao giờ chúng ta đi chơi này, đi nhậu này, vâng, đi liên hoan, bao giờ chúng ta phải mặc lộn quần với nhau chưa? Bao nhiêu? Nhảy đi cùng nhau. Vâng, nhảy bì cùng nhau chứ không phải mặc quần lộn của nhau phải không ạ? Nhưng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ mặc chung với nhau một cái quần và cùng nhau vượt qua tất cả những thử thách mà chương trình đưa ra. Thử thách của chúng ta đó chính là những chút nón của chương trình. Mỗi đội sẽ vượt qua 1, 2, 3 thử thách của anh chị đúng không ạ? Và bây giờ xin mời hai đội chúng ta vào vị trí xuất phát được không ạ? Xin mời đội chơi của trường Trung học phổ thông Nghi Lộc Hai ở đâu ạ? Vâng ạ, các anh chị vào xong đây ạ. Nghi Lộc Năm ạ. Mỗi lượt di chuyển chúng ta sẽ cầm trên tay một quả bóng, các anh chị hiểu không ạ? Mỗi đội sẽ có 5 người chơi, 4 người sẽ có nhiệm vụ mặc quần để chúng ta di chuyển. Người còn lại chúng ta sẽ về vị trí vạch đích ở trên kia và ôm cho mình mỗi người một chiếc giỏ vào ngực ạ. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là hứng bóng, hứng từng quả bóng mà các thành viên của chúng ta lần lượt ném cho chúng ta trong phần cứu trợ chiều ngày hôm nay. Và bây giờ Nghi Lộc Năm sẽ có người hứng bóng của mình được không nào? Ai ạ? Sẽ hứng bóng cho Nghi Lộc Năm đây ạ? Nghi Lộc Hai ai đây ạ? Vâng ạ, một cô gái rất là mảnh khảnh phải không ạ? Với chiều cao cân nặng thế này thì tôi tin rằng là Nghi Lộc Hai sẽ thắng phải không ạ? Nghi Lộc Năm cổ vũ lớn lên nào. Vâng, bạn ơi cố gắng lên nhé. Vâng, mặc dù lúc này thì nhìn bạn hơi em một chút nhưng không sao. À, và bây giờ các bạn chúng ta sẽ mặc cho nhìn chiếc quần của mình đi nào. Răng nó ra. Vâng. Mặc nó vào được không ạ? Và bây giờ 1, 2, 3 cùng thi mặc quần đi nào. Vỗ tay đi các bạn ơi. Một ống quần cả đúng không ạ? Thầy bây giờ hỏi là MC ơi, thầy mặc hai chân một ống quần có được không? Khổ đúng không ạ? Vâng, anh chị cho ta đeo đai của mình thật chặt vào đây ạ. Đeo đai thật chặt vào.
Và các anh chị chú ý, khi có hiệu lệnh bắt đầu, âm nhạc sẽ nổi lên thật lớn đúng không ạ? À, em ơi cho nhạc của cứu trợ đi. Và chúng ta sẽ có nhiệm vụ là vượt qua tất cả những thử thách của chương trình ngày hôm nay. Nếu như các anh chị chú ý, nếu như chúng ta làm đổ, chúng ta sẽ phải quay về vạch xuất phát được không ạ? Các anh chị chú ý nhé. Ai làm đổ chướng ngại vật của chương trình, chúng ta sẽ quay vạch xuất phát trong chương ngày hôm nay nào. Sẵn sàng chưa nào? Lượt đầu tiên mỗi người một quả bóng cầm trên tay đi ạ. Vâng, không có thử đâu anh ơi. Nào mà làm luôn đúng không ạ? Các bạn có muốn thử không? Có muốn thử không? Vâng ạ, 100% các bạn tỏ ra không thử. Vâng, thử ok. Rồi, sẵn sàng chơi chưa nào? Và bây giờ thì tôi muốn biết là sự tự tin của Nghi Lộc 2 thế nào ạ? Nghi Lộc 2 có tự tin mình sẽ thắng Nghi Lộc 5 không? Vâng, chúc cả hai đội cùng chiến thắng ạ. Vâng ạ, chứ là phải có thắng có thua rồi đúng không ạ? Bên này Nghi Lộc 5 đang rất là quyết tâm phải không ạ? Anh ơi, chúng có thể cho em biết là chiều hôm nay thì độ tự tin của chúng ta sẽ vượt qua được Nghi Lộc 2 bao nhiêu phần trăm đều? Khoảng 100% ạ. 100% dành cho Nghi Lộc 5! Và bây giờ âm nhạc sẽ nổi lên, chúng ta sẽ đến với phần cứu trợ đồng sức đồng lòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Có một thật lớn được không ạ? Cho thủ môn của Nghi Lộc 5 mà chúng ta lớn được không nào? Không chật quả nào luôn. À, bên này thì mặc dù cố gắng đúng không ạ? Có một đệ tựa rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà vẫn bị rơi ra mất 1-2 quả đúng không? Và bây giờ thì đội thắng sẽ có cơ hội được bốc thăm để chúng ta kêu chọn cho mình số lượng lượt thí sinh quay trở lại với ô số của chương trình Rung Chuông Vàng. Và các bạn thân mến, ở lượt bốc thăm đầu tiên các bạn, theo các bạn sẽ có bao nhiêu thí sinh được quay trở lại sàn đấu thế ạ? Bao nhiêu ạ? 100 ạ? Chẳng hạn thế. Ừ, bên này bao nhiêu đây? 40 ạ? Vâng ạ, 100 chia 2, 50 đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời đội trưởng của
đội chơi đến từ trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 của chúng ta sẽ chọn cho mình một lá thăm may mắn. Và không biết là với sự may mắn của mình từ đầu đến cuối chương trình, chúng ta sẽ có bao nhiêu thí sinh được quay trở lại sàn đấu đấy ạ? Vâng ạ, bao nhiêu ạ? Các bạn ơi, bao nhiêu đấy ạ? Rất là nặng tay đấy ạ. Rất là nặng tay ạ. Bây giờ ai trả lời đúng có quà luôn nhá. Vâng, ở lại chụp ảnh cho đẹp ạ. Vâng. Và bây giờ, xin được chúc mừng 100 bạn chia cho 4. Và còn 25 bạn đầu tiên được quay trở lại sàn đấu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đội thua cũng sẽ được bốc thăm. Và xin mời đại diện của đội chơi đến từ trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2, chúng ta sẽ bốc thăm lá thăm của mình đi nào. Theo chị có thể nhắm mắt chị đoán hộ em là bao nhiêu người được quay trở lại sàn đấu đấy ạ? 75 đi! 75 đúng ạ? Bên kia 25 rồi, bên này 75. Như vậy là bao nhiêu đấy ạ? Các bạn có muốn quay lại sàn đấu không? Rất tuyệt vời! Xin được cảm ơn hai đội chơi của chúng ta rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn chúng ta đã cổ vũ xuất sắc cho trò chơi này. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Vâng, như vậy bằng sự nỗ lực của các thầy cô đã giúp cho 100 thí sinh có cơ hội quay trở lại sàn thi đấu. Xin quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đồ cổ động viên hãy xây ngang ngang vỗ tay thật lớn để chúc mừng 100 bạn thí sinh quay trở lại sàn thi đấu. Và xin được cảm ơn trò chơi cứu trường của các thầy cô giáo. Và bắt đầu từ chặng đường tiếp theo, các thí sinh của chúng ta phải tự mình cố gắng hơn nữa, vì sự cứu trợ của các thầy cô giáo chỉ có một lần duy nhất. Và bây giờ xin được mời 100 bạn thí sinh chúng ta trở lại sàn thi đấu ạ. Nào cần sự hỗ trợ về bút bảng thì chúng ta hãy giơ tay lên để các anh chị trong tổ giám sát có thể giúp đỡ các bạn. Có bạn nào cần sự hỗ trợ không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chặng thứ hai của chương trình, chặng rất quan trọng để lựa chọn ra những bạn thí sinh xuất sắc nhất của hội thi ngày hôm nay. Và 100 bạn thí sinh ơi, các bạn chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chưa nghe thấy gì cả, sẵn sàng chưa? Vẫn chưa nghe thấy gì, các bạn sẵn sàng chưa? Và đề nghị các bạn cổ động viên chúng ta hãy cho một tràng vào tay thật lớn ạ. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với hội thi Rung Chuông Vàng ngay lúc này đây.